thay vì vào bến đón trả khách theo quy định, thì một số doanh nghiệp vận tải hành khách lại lập một bến xe riêng, ngang nhiên dừng đỗ bắt khách ngay dưới lòng đường. Dọc bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Văn Đồng, ra quốc lộ 18 đi Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, luôn được xem là điểm nóng về mất an toàn giao thông bởi tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách nườm nượp. Ngay dưới lòng đường, cách trạm thu phí Nội Bài khoảng 100m, các nhà xe như Tùng Vân chạy tuyến Hà Nội Quảng Ninh, Hùng Mai chạy tuyến Hà Nội Thanh Ba Phú Thọ, Duy Long chạy tuyến Hà Nội Hải Phòng, Trung Thắm chạy tuyến Hà Nội Yên Bái, Thủy Chính chạy tuyến Hà Nội Phú Thọ và nhiều nhà xe khác liên tiếp nối đuôi nhau, ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách như thế này. Tinh vi hơn, các nhà xe này còn có sự giúp sức không nhỏ của đội ngũ cò mồi, xe ôm và người bán trà đá trên dọc tuyến, từ bến xe Mỹ Đình ra đến siêu thị Mê Linh Plaza và qua trạm thu phí Nội Bài. Một trong số những cò mật báo xe khách ở đây tiết lộ, các nhà xe có thể ung dung bắt khách mà không hề bị xử lý là do các nhà xe có nhiều trạm thông tin được cài cắm dọc đường để thông báo. Mỗi ngày, người đàn ông này cũng nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của các nhà xe gọi hỏi có hay không lực lượng chức năng đang kiểm soát tại đây. Mỗi lần ông mật báo cho các nhà xe, họ sẽ đưa cho ông 10.000 đồng. Với số lượng xe dừng đỗ đón khách ở đây, mỗi ngày người đàn ông này cũng thu được từ 500 đến 1 triệu đồng tiền mật báo xe khách. Alo, cung hô đi nhá. Chưa con là chủ đề chỗ trên kia nhà hàng Nguyên cũng làm cái 2 tỷ đi à, nó đi à. Thằng 0150 đi à. 1182 đi đâu rồi? 1182 đi đâu rồi? Thì người đã nói ở trên có sáng chú, dưới có cường bảo. Hai ông đô la biết. Nó nhiều chỗ nhờ lắm, chỗ Mê Linh vừa ra nó nhờ. À. Chỗ làm bầu bí nó nhờ, đây nó nhờ, còn Bắc Linh nó nhờ. Nào nó không nhờ đây, nó về Bắc Linh nó nhờ. À. Bắc Linh thì 559 Hải Dương lại nhờ có một trạm nữa. Từ đây đến Quảng Ninh có 10 chỗ gọi rồi mà mất 100.000. À. Những 10 điểm gọi xe chứ không phải một chỗ này đâu. À. Một chỗ này mình gửi xe lắm. Hay tại một điểm khác ở trước cửa trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, một cò mồi khác cũng thừa nhận có thể bảo kê cho các nhà xe có thể dừng đỗ dưới lòng đường mà không hề bị xử lý. Thậm chí, cò mồi này còn tự nhận có người nhà làm ở đội cảnh sát giao thông số 6 và nhận bảo lãnh cho các xe khách chạy từ bến xe Mỹ Đình ra tới khu vực trung tâm thương mại Mê Linh Plaza bắt khách thoải mái. Cũng bảo lãnh cho mày từ bến xe Mỹ Đình nha. Về xuống tới chỗ trạm phạt vé rồi là vô tư bắt khách, không một điểm nào dám bắt cháu một xe nào, cứ thông báo xe cho chú. Chú hai ông anh ruột làm ở đội 6 công an giao thông bắt cặp tiến này luôn. Không, chú cháu không phải là người giao thông gì cả, mà bây giờ là chú bảo là chú bảo kê cho khổ anh nghe chú nói à. Coi như là chú bảo lãnh cho mày là từ bến xe Mỹ Đình về đây, cháu bắt khách dọc đường hoặc là các trạm chốt nào đấy mà không bắt xe cháu. Kể cả cháu bắt khách. Vô tư luôn. Chú đây là chú không phải nói cho cháu đây này. Đầy chú đầy số của có anh ruột chú làm đấy. Đội trưởng đội 6 là bắt từ đây về từ cầu từ cổng Mê Linh này bắt về luôn. Nói thế thì cháu hiểu anh ruột đấy. Không phải là còn bà cháu vô tư, liệu nếu mà bọn cháu chơi đẹp thì là không một chuyện gì xảy ra trên đường đi. Chú một loạt này khó này. Yeah. Tất cả đội trưởng đội 6 là anh ruột chú ấy. Đấy, cứ khúc mắc cái gì là chú cho mày số và mày gọi chú hỏi đội nào làm cái là ok xe của cháu. Nếu bọn cháu có chuyến xe nào tất cả xe Mỹ Đình chú bảo kê từ bến xe Mỹ Đình về đây, chú chỉ bảo kê được cho cháu từ bến xe Mỹ Đình về đây. Còn từ đây hát đi chỗ khác thì ở đây là đoạn này là đến cổ Mê Linh ở trạm thu phí Nội Bài là từ Mỹ Đình này về đây. Thế còn
nhưng mà nhà xe khác thì có nhà xe khác nó làm việc thì vẫn cứ làm ok với nó thôi, thì chú lại thông báo lên cho thằng anh chú bảo đấy thì nhà xe Lào đấy thì là thông báo luôn và bảo cái tuyến nhà xe đấy đừng có bắt mà đấy, còn đấy cháu làm thích làm việc đây không rồi đấy là tùy chẳng đấy là tùy lòng. Đầu xe của cháu là xe gì? Xe Quảng Linh. Quảng biết rồi, Quảng Linh 50 chỗ hay là dọc đường cháu bắt khách ở chỗ nào cũng không cần biết đúng không? Nhưng cứ bắt khách mà gặp công an bắt. Đấy, tổ nào nó bắt khoảng độ 2 độ 3 độ 4. Nó bắt cháu nha, alo và chú gọi điện thoại thả luôn. Và trong là cháu tôi luôn, không phải phải nhà Việt theo bọn Tlomo này. Bọn nào? Bọn ra nhà xe thủy chính thì tiếp các thứ là mẹ toàn con chú không phải là qua một mình riêng chú mà chú sẽ giới thiệu là trực tiếp làm việc với là ông trưởng phòng là ông trưởng đội trưởng đội 16 là gì một đội là có 5 tổ cháu nhiều không cháu có nhiều mỗi một tổ là 3 người là một tổ một đội là có 5 đội 6 là có thể nói ngã ba quốc lộ 18 lâu nay đã được các nhà xe biến thành một bến cóc dừng đỗ đón trả khách vô tư. Không những vậy, một số nhà xe còn cắt cử người băng qua hàng rào chắn ở giữa đường để sang bên kia đường trèo kéo đón khách lên xe mà không hề bị lực lượng chức năng xử lý. Một câu hỏi khiến dư luận đặt ra ở đây, liệu có hay không chuyện bao che để cò xe tắc quái trong khi chờ đợi lực lượng chức năng xử lý vi phạm trên hiệu quả thì hàng ngày vẫn có hàng trăm chiếc xe khách chạy với tốc độ chậm đón trả khách sai quy định như thế này.